Hello tất cả mọi người nhé, hôm nay tớ lại chơi tám trò cho trước này. Chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta xem lấy ba quả trứng này. Chúng ta sẽ nhảy lên con này. Con gà này đúng không? Và nó sẽ đi theo con gà. Chúng ta sẽ sang đây. Chúng ta xem lấy ba quả trứng này. Impossible. Let it for Tarda. Follow me now. Oh, chúng ta sẽ chạy đâu? Xem mặt kia nó đuổi này. Oh, nó đuổi nhau này, chúng ta chạy đâu? À, nó đang đuổi nhau trên này. Stand in the elevator and start it. No, Tarta. The men in white create a type of headlight that can prevent creatures from going crazy. And for some reason, that type of light also promotes our eggs to develop faster. I'll stay here and watch over the eggs. You can find the lamps in wood cabins. We need them before that stupid baby comes. Ta sẽ chờ lên đây. Ta sẽ đu xong bên đây. Đây, chúng ta sẽ quay sang bên đây. Ta sẽ đi xuống dưới đây. Ta sẽ mở cái này ra. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta phải tránh xa bọn này ra. Ô, nó nhảy vào đây này. Ta sẽ phải tránh xa nó ra. Xem lấy cái này. Rồi, chúng ta phải đợi tí nữa cho nó hết giật đấy nha. Chúng ta sẽ đi sang bên này. À, ấn lên trên này đi. Trên này phải không có lối đi à?
chúng ta sẽ phải đi xuống dưới. Và sẽ xem đây. Chơi
3 3 5 4. Chạy ra. I've managed to get the elevator to work. Rồi, đây là những con vật trong game này. Oh, chúng ta chạy đâu? Chúng ta sẽ chạy trước đó. Nào. Đây, chúng ta sẽ chạy vào đây rồi. Nó bắt nó chúng ta thua rồi. Everything we worked so hard to build just ruined. I've let the other prisoners go, but grab this one. The things he knows will definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's scepter. It's the only thing that can stop this madness. Đây là chúng ta đã chơi xong. Chúng ta sẽ sang cho chơi tư. Sang trò chơi thứ năm. Đây, chúng ta sang trò chơi thứ năm. Ta sẽ nhảy nè. Don't you want to come with me? You're making me sad. Ta sẽ không.
sự của nó bạn. Đây, chúng ta đưa này. Chúng ta đưa tiếp rồi. À, đưa tiếp. Sang trò chơi tiếp sau. Đi xuống đây rồi, chúng ta đi đâu rồi?
Thế còn bạch tuộc là sao sẽ chiến đấu còn Stop it, you two. Hai con nó sẽ vật nhau. Sang bàn bàn bạc trên này xem hai con đánh nhau. Đây, con đỏ màu xanh đánh nhau này. Ô, con đỏ đã bị con xanh nó đấm nhau dĩ không? Đây, hàn gà nó trên đây. Đến con bạch tuộc ra chiến đấu với con xanh. Oh, hai cá sẽ lâm đầu xuống dưới đây. Chúng ta sẽ mặc cửa cho con cá này nó vào cửa. Chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng.
bật hết cái lửa trên này đi. Được ta sẽ bật hết lửa lên này. Trên này nữa. Sẽ đến đây. Không thắng được con giặt lắm. À, nó không bắt nhỉ. Đến cái đoạn chạy chạy kia nó bị cái nó giật, nó không nhìn thấy cái nó đâm vào. Cái đoạn đấy có gì bắt đâu mà. Con gì mà? Không, cái con đoạn con gà ấy thì đến cái đoạn chạy vào cái mấy cái kia thì nó bị cái kia nó đâm vào thôi. Chưa. Căn cô run là cái đoạn kia là cửa một là thấy nó cửa hai mà. Thì nó chơi vào mấy cửa rồi, hai cửa. Con găng con du qua cái con găng con du rồi. Kiểu như rằng nhà tao thế ở thân đấy mới hùng một cô nữa ấy tao đốt túi. Thì ở nhà tao tao biết ai nấy ở dưới nhỉ. Nhà tao còn có mấy nọ người đấy. Biết tao biết ai cái đợt năm cưới anh Tuấn ấy, chị ra thì cửa ba cái nó có cửa mới không? Này. Chào tạm biệt rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh của anh em chúng tôi nhé. Mọi người ở video tiếp theo này.